chiều nay. Khi sóng vỗ dì ra quyền tàu, anh ngồi đây với mái tóc và sương. Chiều nay anh kể tôi nghe câu chuyện đời mình về những chuyến tàu không số năm xưa. Khi anh 20 để lại giấc mơ ở nơi quê nhà, mang theo con tim nóng cháy yêu thương, đi theo cơn gió với sương sương mơ. Vì anh một người